Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên tin tức mới. Chúc quý vị và các bạn có nhiều sức khỏe và có những giây phút thật tuyệt vời. Đến với chương trình ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin tức nóng nhất có trong ngày. Thông tin nghệ sĩ trí tài qua đời vào ngày 9 tháng 12 do đột quỵ đã khiến nhiều người bất ngờ. Việc ra đi quá đột ngột của Nam Xanh Hải làm ai nấy đều không tin đó là sự thật. Cách đây 2 ngày, Nam Xanh Hải còn tham gia một sự kiện bóng rổ và khẳng định mình là một trong những fan trung thành của bộ môn thể thao này trong 30 năm qua. Khi nhắc đến cái tên Trí Tài, tất cả mọi người đều biết đến một nghệ sĩ Việt Nam nổi tiếng với vai trò là một diễn viên hài. Ngoài ra Trí Tài còn được biết đến là một nhạc công chơi guitar chuyên nghiệp. Trí Tài sinh năm 1958 là một nghệ sĩ nổi tiếng với vai trò diễn viên hài. Nam danh hài hoạt động chủ yếu ở hải ngoại, được biết đến là một bạn diễn ăn ý với Hoài Linh. Bà xã Trí Tài là Phương Loan, cả hai kết hôn năm 1987, cả hai đã có hơn 30 năm gắn bó với nhau, cả hai vẫn chưa có con. Vào những năm 1976, Trí Tài tham gia năng nổ các hoạt động nghệ thuật tại Phú Nhuận với vai trò chơi guitar. Năm 1981, nam nghệ sĩ sang Mỹ định cư, thế nhưng niềm đam mê nghệ thuật vẫn cháy bỏng bất chấp sự phản đối của gia đình. Trí Tài đã ghi danh và đi học khóa dạy đàn và một lớp nhạc ra gần nhà. Sau đó, cha của Trí Tài bằng lòng cho anh một khoản tiền để mua thiết bị để anh lập thành một nhóm nhạc trẻ và từ đó thành lập nên ban nhạc gia đình Trí Tài Brothers cùng với Trí Thiện, Quang Mỹ, Phương Loan, Kiều Linh, Lê Huỳnh và Trí Tài. Con đường nghệ thuật xuôi chèo hơn khi họ gắn với trung tâm thúy nga từ Paris by Night 18. Sau đó, Chí Tài mở studio hòa âm thu âm với nhiều ca sĩ nổi tiếng. Nhờ nét hòa âm mới mẻ, Chí Tài đã thật sự mở ra một hướng hòa âm mới cho sinh hoạt văn hóa tại hải ngoại lúc bấy giờ. Năm 1977, Chí Tài thử sức lên sân khấu với vai trò diễn hài và vai nhận được nhiều sự yêu mến. Chí Tài chia sẻ: "15 năm về trước, vào thời điểm tôi tách ra khỏi Vân Sơn, hai bầu show đã ở Cali gợi ý cho tôi hợp cùng với Chí Tài." Nhìn thấy cái duyên trầm ở anh ấy có thể tung hứng cùng với cái duyên bổng của tôi nên tôi đồng ý. Với sự kết hợp này đã nâng cánh cho cả hai thăng hoa trên con đường nghệ thuật này. Và điều đáng quý nhất đó là suốt chừng ấy thời gian, hai chúng tôi chưa từng có một mâu thuẫn nào xảy ra. Đầu thập kỷ 20, Trí Tài chuyển qua hẳn vai trò nghệ sĩ hài và nhanh chóng nhận được nhiều miến mộ. Anh gắn bó với nhóm kịch Thúy Nga, thường xuyên xuất hiện trong chương trình của Paris by Night. Sau một quãng thời gian dài hoạt động ở hải ngoại, trí tài quyết định song song hoạt động nghệ thuật ở trong nước. Nam xanh Hải được biết đến với những vở diễn dí dỏm đáng yêu. Với lối diễn có duyên, Nam xanh Hải ngay lập tức nhận được nhiều lời khen ngợi từ phía người hâm mộ. Trí tài về Việt Nam sinh sống và hoạt động từ năm 2000. Hiện tại Nam xanh Hải một mình ở Việt Nam còn vợ đang sống ở Mỹ. Mỗi năm bà xã sẽ bay về Việt Nam để thăm nghệ sĩ. Thời gian vừa qua do tình hình dịch bệnh nên bà xã chưa thể về Việt Nam để thăm anh. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của tin tức mới. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến trái chiều mời quý vị để lại trong phần bình luận video này để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những bản tin kế tiếp của tin tức mới.